quý vị và các bạn, Lâm Đồng là một địa phương có điều kiện khí hậu khá thuận lợi, không bị chịu nhiều thiệt hại nặng nề do thiên tai như một số địa phương khác trong cả nước. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị liên quan, sự chủ động ứng phó của người dân, Lâm Đồng đã giảm thiểu được thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là trong vấn đề ứng phó với lũ lụt và đảm bảo hành lang thoát lũ vùng hạ lưu thủy điện. Gia đình anh Nguyễn Minh Chương, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương đã sản xuất nông nghiệp trên diện tích này nhiều năm nay. Nhưng anh cho biết, đợt xả lũ của hồ chứa nước thủy điện Đơn Dương vào tháng 11 vừa qua, mức độ ngập lụt cao nhất trong những năm qua. Toàn bộ rau màu và vật liệu nhà lưới của gia đình anh đã bị nhấn chìm trong lũ. Mặc dù đã có thông báo về việc xả lũ, nhưng anh và nhiều hộ dân tại đây vẫn không ngờ về lưu lượng nước đổ về đây lại cao đến vậy. Không có ngờ tới, thì khi xả nước to quá thì mất hoa màu cũng nhiều. Ớt thì đang thu khoảng 9 năm rồi, bây giờ mới có một đợt thả lũ lớn như là đa số bà con đều bất ngờ bởi vì nghĩ cái lượng lũ nó không có lớn vậy. Đâm ra cũng cứ chủ quan nghĩ là nó bình thường, không có ngập tới, đâm ra cứ canh tác thôi. Tôi mong muốn là làm sao nhà nước tạo điều kiện để cho bà con khắc phục sớm làm lại vườn tược để ổn định công ăn việc làm. Đơn vị quản lý hồ Đa Diêm thì cũng có thông báo trước với bà con nhân dân trong quá trình xả lũ, thì nói chung thì nó cũng đảm bảo, nhưng mà quá trình xả lũ thì nó quá nhanh, dân không kịp di dời các cái vật dụng cần thiết của nhân dân lên trên cao được kịp thời. Theo thống kê, đợt xả lũ của hồ thủy điện Đơn Dương và hồ thủy điện Đại Ninh vừa qua, Lâm Đồng có 4 địa phương bị thiệt hại chính là Đơn Dương, Lạc Dương, Lâm Hà và Đức Trọng với 5.000 hecta hoa màu, 30 ngôi nhà bị ngập lụt, 3 người chết. Trong đó, Đơn Dương là huyện chịu thiệt hại nặng nề nhất với trên 3.600 hecta hoa màu, 20 ngôi nhà bị ngập lụt và một số công trình khác bị hư hỏng, ước thiệt hại trên 45 tỷ đồng. Theo đánh giá của ngành chức năng Lâm Đồng, thì đợt xả lũ này, các đơn vị liên quan đã làm tốt công tác phối hợp và xả lũ đúng quy trình. Nhưng tại sao lại thiệt hại nhiều như vậy? Được biết, các công trình thủy điện được thiết kế từ nhiều năm trước khi tình hình bố trí dân cư vùng hạ du chưa đông đúc như hiện nay. Các hồ chứa thủy điện trong những năm gần đây xả lũ nhỏ nên người dân có tâm lý chủ quan. Theo thời gian, nhiều vùng dân cư và vùng sản xuất vùng hạ du đã hình thành. Mặt khác, việc canh tác nông nghiệp sát với dòng sông như ở sông Đa Nhiêm như thế này đã cản trở trực tiếp đến hành lang thoát lũ, khiến cho lũ dâng cao và tăng nguy cơ xảy ra thiệt hại. Trong lúc đó, hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về hành lang xả lũ. Vì vậy, thiệt hại sản xuất trong mùa mưa lũ là việc khó tránh khỏi. Ngược lại, vào mùa khô, vùng hạ du cần được điều tiết nước để vừa phục vụ sản xuất, vừa giảm sức chứa từ dòng chảy sau đập của hồ thủy điện Đơn Dương. Nhưng kiến nghị này đã nhiều năm vẫn chưa có phương án giải quyết. Công trình thủy điện Đa Nhiêm thì được khởi công xây dựng và đưa vào vận hành đến thời điểm này cũng trên 50 năm rồi. Và thực trạng hiện nay thì đập Đơn Dương là không thiết kế, không có cái công trình xả nước sau đập. Vì vậy mà cái kiến nghị của phía địa phương thì cũng là vượt quá thẩm quyền của công ty. Với kiến nghị này thì công ty sẽ tiếp tục báo cáo với Bộ Công Thương, với EVN để có chỉ đạo thực hiện trong tương lai, trong thời gian tới. Là địa phương ít chịu nhiều tác động tiêu cực của thời tiết, nên người dân Lâm Đồng khá chủ quan, nhất là việc ứng phó với lũ lụt. Và trong năm 2016, Lâm Đồng đã bị thiệt hại do các loại hình thiên tai gây ra lên đến 242 tỷ đồng. Địa phương đã có phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Nhưng trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nên thời tiết có những diễn biến bất thường, khó dự báo. Điều này đòi hỏi cả người dân và ngành chức năng, chính quyền địa phương luôn phải nâng cao tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai. Ngoài ra, để có thể đảm bảo dòng chảy thoát lũ, thì việc bố trí dân cư và vùng sản xuất cũng như các công trình cầu cống phải có thiết kế phù hợp. Đặc biệt, chính quyền cần nâng cao công tác tuyên truyền để người dân có kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thời tiết.
Mặt khác, không canh tác lấn chiếm lòng sông, vứt rác bừa bãi, làm cản trở dòng chảy, cũng như không xây dựng các công trình gần khu vực dòng chảy, tránh gặp phải những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản có thể xảy ra khi lũ về. Đó là bài toán cần được giải để chúng ta có thể chủ động phòng tránh hơn là phải giải quyết hậu quả do lũ lụt gây ra. Trong tháng khuyến mại, hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt thông thường sẽ tiếp cận số đông người tiêu dùng bằng cách giảm giá, chiết khấu lớn. Để cạnh tranh với thị trường, những sản phẩm cao cấp như sản phẩm nội thất nhập khẩu có giá trị lên tới cả tỷ đồng như thế này thì các nhà phân phối thường phải...